Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Xin chào tất cả mọi người. Tôi thì trước là hay mất ngủ nửa đêm vì bệnh rối loạn tiền đình. Nhưng mà sau khi mua đá truyền gan thì mình để vào nó với sóng, mình trường qua tư trường. Thì trước chưa có tư trường nữa, tôi đã bị bỏng. Nhưng mà sau khi thầy phát minh ra thì đã mua tư trường thì gọi là an toàn hơn. Thì cảm thấy là trường khoảng độ nửa tiếng thì lớp đất nó mơ, sau đó thì một tiếng tôi làm không biết. Xin cảm ơn chị. Sáng hôm dậy đá đen đá. Tôi rất hay uống cà phê và hết cả sầu buồn. Đấy là cái làm việc khuya lắm, và nhiều khi mất ngủ là nóng, mà là nóng cho vợ đang thức đến sáng luôn, đến 5 giờ sáng thì làm cả một tí thôi. Và gần như là diễn viên khoảng tầm 1-2 năm lại đây là ngủ rất là kém nhỉ. Nhưng mà em mới mua cái được thầy giới thiệu, em mới mua cái đá về để chừa vào vùng gan được khoảng 2 phần tay, thì em thấy cái giấc ngủ rất là ổn định, và gần như là cứ trước khi đi ngủ em quay hai viên đá ra vào lò vi sóng khoảng 5 phút, xong rồi em ngủ một cái khăn quấn vào bụng ngủ thì ngủ rất là ngon, ngủ đến sáng dậy mọi người cảm thấy rất là khỏe, năng lượng nhiều hơn và làm việc cũng phải thế. Rồi, xin cho đàn pháo tay. Qua thẩm chỉ liên tâm và được cũng học cả cảm xạ nữa, thế cho nên là sau khi mà học là trong thời gian học ấy, là tôi được hướng dẫn mua đá, thì tôi về nhà tôi trường thì đúng là khi mà đặt đá lên để trường rồi thì lúc đầu là còn bình tĩnh nhá, thế nhưng mà dần dần là nó cứ đi vào giấc ngủ lúc nào là không biết, thế rồi đến sáng ngày ra là dậy thì người cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Và đặc biệt nữa là tôi thấy có một cái điều nữa là tôi có trước đây là tôi đã bị thần kinh tọa. Thì cũng qua quá trình tập luyện rồi này khác thì dù sao cũng vẫn còn hơi đau ở chỗ bả vai. Thế nhưng mà qua quá trình tôi trường tôi ngủ ngon như thế, và kết hợp với cả sau khi tôi cảm xạ và sáng nào cũng dậy và tôi tập rung động thư giãn, thì đến bây giờ tôi thấy là nó không còn đau ở cái bả vai nữa. Đấy, và người cảm thấy rất nhẹ nhàng và nó cứ nâng ấy. Mà sáng ra rất thoải mái và đầu óc rất là tỉnh táo. Thế cũng từ đó mà gia đình tôi cho đến con trai, con dâu, rồi thì kể cả thầy ở nhà chùa, đấy là tôi có tặng thầy một cặp đá. Thì sau đó là thầy bảo, gọi điện cho thầy bảo này làm sao mà tao ngủ mà bây giờ tao quên cả không biết được dậy. Thế rồi thầy lại gọi tiếp tục, và đến chiều con lại gọi tiếp cho tôi là mua tiếp cho cặp đá nữa. Thế rồi không gian của tôi là mấy bên là đều nhờ mua đá cả, cứ người mua nhờ mua đá thôi, tới tất buổi nào tới đây học tôi cũng phải mua đá và đều về. Đấy, báo cáo cái tác dụng của đá và cái tác dụng của cái việc rung động thư giãn qua cái học cảm giác thì tôi thấy cực kỳ là tốt. Báo chị ơi, tôi thì báo cáo là như thế này, tức là trước thì tôi cũng có một cái thói quen, tức là hay thức khuya và hay đọc sách và mở những tài liệu học về cách chữa bệnh này là để mà nghiên cứu. Thế cho nên là nhiều khi là đến lúc mà đi ngủ thì cứ nằm nó vẫn cứ là mông lung ở trong cái đầu mình về những cái phần kiến thức mà mình đang đọc, đang nghiên cứu đấy. Thế nhưng mà rồi đặt xuống nằm được một lúc và chìm đá và ấm rồi dần dần nó cứ như là nó như người bị thôi miên ấy, xong rồi là cứ thế là ngả dần là lúc nào không biết nữa. Thầy, các bạn, em cũng đã học thực hiện yên tâm rồi, và em cũng xin chia sẻ kinh nghiệm trường đá. Kinh nghiệm trường đá của em thì là nó không có được bao nhiêu, bởi vì em thường thường là cứ trường đá một lúc thì em ngủ là có khi nó rơi em quên cả nó rơi đá lúc nào, không biết là sáng dậy em biết là nó rơi đá. Thế còn cụ thể nhất là vợ em thì nó rất là tác dụng, bởi vì vợ em trước đây là bị dị ứng, mà đi khám người ta nói là vì dị ứng hỗn hợp, thì đã từng phải đi khoa chống độc bạch mai rồi.
Thế nhưng mà người ta cho thuốc thì uống một tháng, nhưng mà hết sau 2 ngày thì bắt đầu là bị ngứa. Và vợ em cũng phải đi cấp cứu liên tục và đã phải ra một bác sĩ cũng rất là giỏi, chuyên chữa dị ứng thôi. Nhưng mà chữa mà cứ 6 ngày cho thuốc, hết thuốc thì lại bị. Thế thì hơn một tháng thế thì sau này em mới đi học thập chỉnh liên tâm, thì em mới mua đá về trường. Thì hiện nay là vợ em là thỉnh thoảng thì mới bị ngứa một chút thôi. Thì các cái đó thì em lại có thể là xử lý được. Cho nên từ đến giờ là không bao giờ bị cấp cứu, nhưng mà nói chung là bị dị ứng bây giờ thì nó không bị độ nguy hiểm nữa. Thế mà mẹ em thì là năm nay là 83 tuổi, thì cụ trước cũng bị tai biến, tai biến nhẹ thôi. Thế thì bị đi tiểu đêm là một đêm là 4 lần. Thế thì em cũng về nếu cụ một cặp đá thì sau một tuần cụ bảo là bố nhân ạ, bây giờ là tao bây giờ một đêm là chỉ bị có 2 lần thôi. Thế bảo cũng chưa có một lần, một ngày 2 lần rồi. Cụ bảo là tao thì không có thời gian, tao chỉ chưa một ngày một lần thôi. Thế thì em thấy cũng rất là hiệu quả. Và một trường hợp nữa là một anh rể con nhỏ bác em thì đã có lần là uống rượu về xong bị đau, kiểu đau không được nhưng mà bị choáng ngất. Thế thì em về em bảo là của anh là rất nhiều khả năng là của anh là nó bị cái động mạch vành. Thế thì thôi em cứ mang về cho anh một cọc đá để anh trường xem thế nào. Bởi vì anh em bảo là hầu như là ngày nào cũng bị vài cơn, tức là đau không được đó. Thế nhưng mà một tuần sau thì em về thì anh rất phấn khởi với em là cậu. Từ hôm anh trường đến giờ một tuần rồi thì mấy ngày hôm nay là anh hầu như là không bị buồn cơn đau tim nào nữa. Anh cảm thấy nó ổn. Thế vừa rồi em về bảo thế anh bây giờ thế nào, bảo là anh bây giờ là hầu như là nó khỏi hẳn rồi. Thế thì em cũng xin chia sẻ với các bác mấy chút kinh nghiệm như thế, để sau này nếu các bác nào mà có rơi vào trường hợp như thế thì chúng ta cũng về chúng ta thử nghiệm xem sao. Nếu như mà hiệu quả thì chúng ta sẽ truyền đạt cho người khác để giúp mọi người chúng ta là có khả năng là sẽ bớt được cái gánh nặng và bệnh tật gì đấy. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.